Bánh chưng bánh tét là món ăn quốc hồn quốc túy của dân tộc Việt Nam, thường được nấu vào các dịp Tết âm lịch, với mục đích bảo tồn văn hóa ẩm thực cổ truyền cho thế hệ trẻ Việt Nam kế tiếp. Little Saigon TV tổ chức cuộc thi đặc biệt dành cho các em sinh viên, học sinh chưa bao giờ biết gói bánh chưng bánh tét. Cuộc thi này bao gồm 5 nhóm sinh viên, học sinh được hướng dẫn bởi 5 đầu bếp chuyên về bánh chưng bánh tét. Đội nào sẽ giành được giải nhất vào ngày thi tổng kết 27 tháng Giêng năm 2019 tại Thương xá Phước Lộc Thọ. Xin mời quý vị đón xem cuộc thi gói bánh chưng bánh tét được tổ chức bởi đài Little Saigon TV. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình cuộc thi gói bánh chưng bánh tét của đài Little Saigon TV. Trước phần quảng cáo thương mại, các em sinh viên học sinh gặp rất nhiều khó khăn và choáng váng khi học gói bánh tét. Các em có thể học cách nấu bánh kịp thời để dự thi phần tổng kết tại Thương xá Phước Lộc Thọ hay không? Xin mời quý vị trở lại với đội Hoa hậu từ thiện Miss Charity. Chào cô. Chào các con. Hôm nay tụi con muốn đến đây học cách gói bánh chưng đúng không? Cô sẽ chỉ cho tụi con gói cái bánh chưng này. Nó là nguồn gốc đến từ miền Bắc. Và cô sẽ gói trước cho tụi con, xong là tụi con sẽ tự tay mình gói để chuẩn bị cái bánh chưng cho ngày Tết nha. Từ lúc nhỏ thì Nhi rất là thích nấu ăn, thích làm bánh, cho nên thường đi qua nhà hàng xóm xem mấy cô mấy bác gói. Rồi sau khi mà qua tới Mỹ thì nhớ lại quê hương, thì mỗi khi mà nhớ lại thì cũng đến ngày Tết Nhi thường mua lá, mua nếp đem về gói để trong những cái ngày gần Tết để mình có cảm giác không khí của những ngày Tết. Cô Nhi rất là đẹp, nói chuyện rất là dễ thương và rất là hiền lành. Khi em mới bước vào nhà cô Nhi, em thấy cái bàn nó đủ đầy tài liệu để làm cái bánh chưng như là nếp, đậu và thịt hành. Và em thấy cô Nhi đứng ở đó chuẩn bị để chỉ mấy em làm bánh chưng. Sau đây là những cái nguyên liệu để mình dùng làm gói một cái bánh chưng. Thứ nhất là lá. Mình mua lá về rồi mình phải rửa sạch lau khô. No, I haven't cooked anything in my life. Nhi thường dạy cho con gái của Nhi và mấy đứa cháu gói vào những ngày Tết. Thứ nhất là cho mấy em được cùng gói chung vui, mấy em cũng thích làm phụ. Thứ hai là mấy em cũng học thêm những cái văn hóa của Việt Nam mình vào ngày Tết là thường gói bánh chưng bánh tét. Thường thì có những người ta không có bỏ hành vô, nhưng mà cô thích bỏ hành, nó có hương vị lúc mà mình luộc bánh lên đó, nó có hương vị rất là thơm mà đặc trưng của mùi bánh rất là ngon. Và đây là dây, sau khi mình gói xong thì mình buộc dây lại. When I first saw the material, I had no clue what was going to go first, middle and last. Yeah, em thấy rất là hồi hộp. Yes, this is my first thing I ever cooked. Và bây giờ cô sẽ gói trước, làm mẫu một cái, tụi em coi. Xong sau đó thì em sẽ tự tay mình gói nha. Cũng có rất là nhiều cách gói lá, nhưng mà cái cách này cô thấy là nó đơn giản và nó dễ nhớ để tụi em có thể một mình tự làm như khi gì cũng được. Cô không có trộn, cô chỉ rửa sạch để qua đêm để cho cái lá rửa bằng nước ấm á, cho nên cái lá nó sẽ dịu lại, chứ mình không có trộn lá. Cho nên nếu mà mình vuốt lá mạnh quá thì cái lá nó sẽ gãy đi. In the beginning, I thought it was really hard, but as she taught it, it became easier. Một lớp nếp rồi đến một lớp đậu. Đậu thì mình không có cần lên đều ra, mình để vô chính giữa, gọn chính giữa nè. Để chút nữa khi mình bỏ nếp vô thì cái phần đậu nó nằm ở bên trong. I felt like I wanted to fall down. Cô giáo làm bánh chưng, it was very like graceful and delicate, and she did it very well. It looked easy, very smooth, and very very hard to do, and very skilled.
khi mà em mới thấy cô Nhi làm, em rất là bối rối, rất là không có biết làm bánh chưng lần đầu mình mới làm, cho nên em thấy rất là khó. Nhưng mà cái tay của cô Nhi rất là khéo, làm bánh rất là đẹp, rất là nhẹ nhàng và dịu dàng. Được bảo trợ bởi trường thẩm mỹ Hoài Anh Cali. Oh my gosh, so hard to do. I was trying to remember all the steps. Mina, bạn ấy rất là dễ thương. Mình khi em làm với bạn ấy thấy nó vui vẻ, không có thấy nó buồn, không có thấy nó bối rối gì. Làm bạn giúp em làm nữa, bạn ấy rất là dễ thương, rất là vui khi mà được dạy cũng như truyền những cái văn hóa và những cái kiến thức về nấu ăn hoặc là những văn hóa Việt Nam cho mấy em, thì Nhi cảm thấy rất là vui. Em thấy bạn Mina làm cũng rất là đẹp, chưa có tới độ mà cô Nhi đã chỉ, nhưng mà bạn ấy làm rất là đẹp, rất là khéo tay. Yeah. Bánh chưng của Trâm đẹp hơn của em. When my teammates were done, I was even more stressed out because I was behind. Nigel can help. Nigel, he's trying. He's trying his best, but he just needs practice. I needed to tie the strings, but I couldn't. And then my teammates helped me out. Rồi, các em đưa bánh cho cô coi nè. Ừ, em gói bánh đẹp nè. Còn bánh em này đây coi. Em này sao gói nhỏ xíu vậy? Này thiếu nếp nè, thiếu thịt, thiếu đậu luôn. Mà cột như vậy là em luộc bánh là nó sẽ xúc dây ra, rồi bánh nó đi theo đường bánh lá, theo đường lá luôn rồi. Tập lại nghe không? Cho cô coi bánh em coi. Em cũng gói cũng đẹp nè, nhưng mà mình siết lá hơi chặt quá, đến lúc mà bánh nó nở ra nữa thì cái bánh của mình nó sẽ bị bó lại quá, nó sẽ không có đẹp lắm. Nhưng mà nói chung là cũng được 8 điểm. Em rất là relieved that it was over and mừng that em làm một mình được. Em xếp rất là mỏng. And then so I thought that I could try to làm chặt lại với the string, but it làm siết chặt quá. Em nghĩ cái bánh của em cần rất cần phải tập lại rất là nhiều, chưa có đủ, nó không có đẹp lắm, nó không có ra hình vuông lắm. Có mấy góc nó nhọn, còn mấy góc nó rất là xẹp, nó không có ra đẹp. Bánh em cột cũng chưa có chắc lắm mà. Em cần tập thêm. And I'm excited. After making it, I felt like that I was struggling and I just need more practice to make it perfect. Nigel, bạn ấy rất là vui, cái tính rất là quậy nhưng mà rất là vui. Cái bánh của bạn ấy cần giúp, em nghĩ là bạn ấy cần phải tập thêm. Qua một lần mà Nhi mới dạy, chỉ có một coi sơ một lần qua thì Nhi thấy em đã biết gói như vậy là rất là giỏi rồi. Chứ hồi nhỏ, hồi xưa lần đầu tiên Nhi gói rất là xấu, không có được đẹp như mấy em đâu, mấy em học rất là nhanh. Nhi rất là mừng. Sau khi các em gói bánh xong thì mình sẽ nấu một nồi nước sôi. Mình xếp bánh này vô trong cái nồi lớn, rồi mình nấu nước sôi, mình đổ vô trong nồi. Xong đó mình nấu 10 tiếng. Nấu qua đêm 10 tiếng. Rồi sau đó mình đợi nước nguội khoảng 1 tiếng. Sau mình lấy cái bánh ra, mình rửa thiệt là sạch. Mình rửa sạch xong rồi mình để rau. Rồi mình có thể wrap bằng ni lông lại để cho cái lá của mình nó không có bị khô, không có bị nứt. Rồi sau đó là mình có thể ăn bánh được. Our team works well together and we're trying our best and we always encourage each other. Điểm mạnh của đội em là làm chung rất là hợp với nhau, nói chuyện rất là vui. Cho nên teamwork, cái đồng kết của đội em rất là hay, rất là hay. I'm learning a lot and that is one of my favorite times because I like bánh chưng bánh tét. Yes, I do appreciate it because now I know how much work people put into it. Cho nên em rất là mến những người mà đã làm bánh chưng bánh tét. Các em hôm nay học rất là giỏi, đã có cố gắng rất là nhiều. Và cô mong là các em sẽ được đạt được giải trong cuộc thi này. Cố lên các em.
Thank you Go Nhi for teaching us how to cook bánh chưng. Con cảm ơn cô Nhi đã giúp chị dạy làm bánh chưng cho con, để mỗi năm có thể nào con cũng sẽ làm để cho ba mẹ ăn. Đa số là mấy em ở sinh ra ở Mỹ thì thường ít có quan tâm và ít biết nhiều về những cái văn hóa Việt Nam. Và nếu như những cái cha mẹ, những người lớn muốn các em quan tâm hơn và nhớ về nguồn cội thì nên giúp các em tham gia những cái chương trình hoạt động bổ ích này. Thank you Hoài Anh Kelly for sponsoring us. Em rất là cảm ơn Hoài Anh Kelly đã tài trợ cho chúng em thì cuộc thi bánh chưng bánh tét năm nay ạ. Dạ, con cảm ơn Hoài Anh Kelly. Con cố gắng sẽ thắng cuộc thi này và cho cô hãnh diện. Như cảm ơn Leader Sài Gòn TV và Hoa hậu Từ Thiện đã giúp đỡ cho các em có điều kiện để tham gia cái chương trình rất là bổ ích này. Dạ, em xin cảm ơn đài Little Sài Gòn TV để em đã mở ra cái cuộc thi bánh chưng bánh tét này để lưu truyền truyền thống của Việt Nam mình cho mấy em nhỏ sau đây. I hope my friends and family will come at the Asian Garden Mall and cheer for me. Dạ, em xin mời mấy bạn thân của em và gia đình của em và nhóm Miss Charity để tới ủng hộ cho đội mình ở Phú Lộc Thọ năm nay ạ. Hoa hậu Từ Thiện, come out and cheer us on January 27th. Cảm ơn cô Nhi. Cảm ơn Hoài Anh Kali. Let's go to charity. Sau khi học gói và nấu bánh tét, các em còn phải tập thêm ở nhà trước khi đến dự thi phần tổng kết tại Thương xá Phước Lộc Thọ vào dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019. Đội nào sẽ giành được giải nhất trong cuộc thi gói bánh chưng bánh tét? Xin mời quý vị đón xem chương trình đặc biệt này để gặp gỡ các đội khác chỉ có trên đài Little Saigon TV.